Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Đây là một cái bảng hiệu quả đầu tư chứng chỉ quỹ cổ phiếu Techcom top 30, tức là 30 cổ phiếu hàng đầu Việt Nam, ví dụ như là Vinamilk này, MBB này, CTG, STB, VGC, PNG, Novaland, ECB, SSI và JI. Đấy. Đấy là những cái cổ phiếu hàng đầu của Việt Nam. Thì anh chị có thể nhìn thấy cái hiệu quả này, một tuần là 3,01%, một tháng là 12,41%. 3 tháng là 24.75%, 6 tháng là 37.24%, 1 năm là 23.51%. Như vậy là khi chúng ta đầu tư vào cái quỹ TCEF này trong vòng 1 năm qua thì cái hiệu quả của chúng ta nó gần như gấp 4 lần gửi tiết kiệm ngân hàng. Ở đây là một trong những cái lý do để mà tại sao chúng ta nên đầu tư chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Còn rất nhiều các cái lý do khác. Thì sau đây anh chị và các bạn sẽ đến với cái bài học tôi chia sẻ về các cái lý do tại sao chúng ta nên đầu tư chứng chỉ quỹ anh chị nhé. Xin chào các anh chị đã đến với cái bài học đầu tư chứng chỉ quỹ cơ bản. Trong các cái bài học trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị về các cái loại chứng chỉ quỹ, rồi tổng quan về quỹ, rồi quỹ đầu tư là gì. Chúng ta hiểu được tất cả những cái khái niệm đó rồi. Tuy nhiên thì lý do vì sao chúng ta nên đầu tư chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Thưa anh chị và các bạn, đây là một cái quỹ đầu tư 50.000 đô và đang được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ. Vậy thì lý do gì mà chúng ta sẽ đầu tư vào cái quỹ đầu tư này? Nó sẽ phải có những cái lý do mà thuyết phục chúng ta, đúng không ạ? Thế thì trên cơ sở những cái trải nghiệm của tôi và cũng như là chia sẻ của tôi với những người bạn, những khách hàng của mình ở trên blog tài chính cá nhân tiền của tôi, thì tôi có đưa ra một số những cái lý luận như thế này và một số những cái mục đích của mọi người khi mà đưa ra được cái mong muốn đầu tư vào quỹ đầu tư. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền Của Tôi. Sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Thứ nhất là ví dụ như nhà đầu tư A, thì anh ấy có 5.000 đô và anh ấy muốn tích lũy tài sản, thì anh ấy sẽ đầu tư vào quỹ đầu tư. Cái việc tích lũy tài sản nó là một trong những cái nhu cầu căn bản nhất của mỗi người. Bình thường thì chúng ta hay gửi tiết kiệm, đúng không ạ? Thì đây sẽ là một cái kênh mà chúng ta sẽ thay đổi cái cách thức tiếp cận về cái việc là tiết kiệm. Và thay vì tiết kiệm tiền thì chúng ta sẽ tiết kiệm tài sản. Và anh chị và các bạn sẽ chuyển một phần tiền của mình để tích lũy. Và chúng ta mua chứng chỉ quỹ để tích lũy tài sản ạ. Thứ hai là nhà đầu tư B mong muốn tìm kiếm cái lợi nhuận cao hơn tiết kiệm ngân hàng. Đây là một trong những cái mong muốn rất là chính đáng, đúng không ạ? Hiện tại thì gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ được 6% trên năm. Thế thì chứng chỉ quỹ sẽ cho chúng ta những khoản lợi nhuận khoảng từ 8%, 10%, 12%, đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái cách để chúng ta nâng cao hiệu quả đồng tiền của mình khi thực hiện đầu tư. Còn đối với nhà đầu tư C thì sao? Anh ấy muốn phân bổ cái rủi ro kênh đầu tư của mình. Tức là gì? Anh ấy đầu tư trái phiếu rồi, đúng không ạ? Anh ấy gửi tiết kiệm rồi. Và bây giờ anh ấy muốn đầu tư quỹ để anh ấy giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc đầu tư của mình. Và trong một quỹ thì anh có thể là đầu tư quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu, rồi quỹ cân bằng, rồi quỹ linh hoạt, vân vân. Thì làm như vậy anh ấy sẽ giảm thiểu rủi ro cho mình. Còn đối với nhà đầu tư D thì sao? Anh này thì anh ấy ngại tìm hiểu các cái kiến thức về các sản phẩm tài chính. Nói thực ra thì các cái sản phẩm tài chính nó cũng quá là khó khăn đối với các nhà đầu tư trước khi mà tìm hiểu. Và anh ấy khó khăn trong cái việc là tìm hiểu các cái cổ phiếu, rồi tìm hiểu các cái trái phiếu, rồi đánh giá, phân tích các cái trái phiếu đó, rồi thì ra vào lệnh mua bán như thế nào để cho nó hiệu quả nhất. Anh ấy không có kiến thức và anh ấy sẽ bỏ 5.000 đô của mình vào cái quỹ này để
quỹ thực hiện đầu tư cho mình. Còn nhà đầu tư E thì sao? À, anh ấy là một người rất là bận rộn. Hàng ngày thì anh ấy cứ làm tối mặt tối mũi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và anh ấy chẳng có thời gian để mà làm cho đồng tiền của mình nó sinh sôi. Thế thì bây giờ anh ấy chọn quỹ đầu tư để mà giúp cho anh ấy nhân tiền của mình lên với những cái lãi suất từ 8 đến 12, 15% vân vân, đúng không ạ? Còn nhà đầu tư F thì sao? À, anh ấy thì không có cái các cái kỹ năng lựa chọn và giao dịch các cái tài sản. Giống như anh ấy đi xe ô tô từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì anh ấy không có kỹ năng thì anh ấy bắt buộc anh ấy phải thuê người lái. Thế thì đối với nhà đầu tư F này, họ không có kỹ năng. Anh ấy rất là kém trong cái việc là thực hiện giao dịch. Đấy, từ tài sản, đánh giá, phân tích, rồi các biểu đồ, nói chung là rất là phức tạp. Anh sẽ bỏ 10.000 đô vào cái quỹ đầu tư này. Như vậy là có rất nhiều những cái lý do mà mỗi một nhà đầu tư sẽ thực hiện quyết định bỏ tiền của mình vào quỹ đầu tư. Có lẽ tôi nghĩ rằng quỹ đầu tư này còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng nó khá là hấp dẫn đối với nhà đầu tư Việt Nam. Bởi vì ở trên thế giới thì tất cả các cái quỹ đầu tư rất là phát triển, và hầu hết mọi người xây dựng một cái kế hoạch tài chính, một cái kế hoạch độc lập tài chính cho mình, một cái kế hoạch tự do tài chính cho mình, thì thông thường là đầu tư vào các quỹ chỉ số để mà tìm kiếm các cái khoản lợi nhuận, nhân tiền của mình lên để đảm bảo hạn chế những cái rủi ro tối thiểu nhất. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các anh chị 6 cái lý do mà chúng ta lên đầu tư vào chứng chỉ quỹ. Có thể là có thêm những cái lý do khác, và nếu anh chị có thêm thông tin có thể comment giúp tôi dưới phần bình luận. Và nếu anh chị thấy cái video này hay thì có thể giúp tôi like và chia sẻ để lan tỏa gặp nhiều hơn nữa tới những nhà đầu tư khác, những người bạn khác của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở các video sau về đầu tư chứng chỉ quỹ cơ bản. Chúc các anh chị sẽ luôn đầu tư thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn.